Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng mở hộp một chiếc đèn pin khá lớn của Sofin. Đây là mẫu Q8 Pro. Mẫu này thì trang bị 4 pin và bóng LED độ sáng cực khủng lên đến 11.000 lumen. Hôm nay chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng răng cao su và cái nút bấm dự phòng của đèn. Đây là dây sạc Type-C. Đây là chiếc đèn Q8 Pro. Cầm đầy tay, chắc tay. Trang bị 4 bóng LED. Độ sáng rất là mạnh. Bên sườn này chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C của đèn. Chân được xoáy vào chân đế công tắc trên thân đèn. Tháo cái tấm chặn pin ra để bật đèn lên. Đèn được trang bị 4 cục pin 18650 3000 mAh của Sofin. 4 cục là 12.000. 12.000 là dung lượng khá là lớn, chúng ta có thể thoải mái dùng. Bật đèn, ấn lần nữa để tắt. Chúng ta ấn và giữ để thay đổi độ sáng của đèn. Độ sáng rất là lớn. Và đến cái độ sáng là nó phù hợp nhu cầu sử dụng, chúng ta bỏ tay ra thì là nó sẽ sáng ở cái độ sáng đấy. Sáng chói mắt luôn. Nó nháy đúp 2 lần thì sẽ bật đèn ở chế độ sáng mạnh nhất. Đây là chế độ sáng mạnh nhất của đèn. Nhìn qua camera điện thoại thì nó sẽ bị không được rõ như nhìn bên ngoài. Nhìn chiếu vào tay đã nóng ran tay rồi. Độ sáng của nó rất lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.